em cũng không ăn không có cả bạn. Phong ơi, em phải làm gì đây? Em chỉ muốn anh được tròn chữ. Em sẽ không. Xin anh hãy hiểu cho em. Không. Sao em quay lại chút này? Chứ bà nói chuyện khóc không nha. Em thử với anh rồi mà. Tại sao bây giờ em như vậy? Đúng. Tôi là như vậy đó. Tôi đã sai lầm khi quyết định rời bỏ nơi này về sống chung với cùng anh. Để tôi được cái gì? Vì bản chất con người của tôi là vậy đó. Chỉ thích hợp những nơi như thế này thôi. Tôi không thể là một người vợ ngoan và không thể là một đứa dâu thạo. Và còn tôi chỉ thích nơi này, anh có hiểu không? Nhưng anh không tin. Không tin em lại như thế này. Hay là đang có chuyện gì? Em không thể nói cho anh biết, phải không? Okay, nói cho anh biết, đi Ngọc. Tôi lặp lại lần nữa. Cho anh biết bản chất của người của tôi là vậy đó. Xấu xa lắm. Nó thớ lộn lắm. Tôi không phù hợp với gia đình danh gia của anh đâu. Ngọc. Ngọc à. Em đã quên hết những gì của chúng ta rồi sao? Em đã quên tất cả rồi sao hả Ngọc? Em đã quên hết rồi sao? Phải. Anh nói đúng. Tôi đã quên rồi. Và bây giờ tôi muốn anh phải nhớ tôi. Và anh hãy xin lấy giờ xem như gió thoáng đưa quên đi giấc mơ chưa thành giờ sao đành em lại xóa tan thấy em chỉ xem tôi là một người thoáng qua đời em trời con như Hãy subscribe.
lòng, nghe trái sầu chất trong lòng tôi. Anh hãy về đi mà tìm vui hạnh phúc, và hãy xem tôi như hoa dại bên đường. Về đi anh mà giới yêu giới sống đường. Ngọc ơi, có bao giờ em suy nghĩ lại bao ngày mặn nồng em trôi bỏ đắm lòng mình mà quay về với thực tế đi em, đừng hành hạ nhau cho tim đau rạn giờ. Nhưng tim tôi đã trao cho cuộc tình mới, xin chớ bằng lòng thôi anh hãy về đi. Tôi đã lầm. Công việc quá yêu cô mà tôi đã gạt bỏ ngoài cả những lời dị nghị, cả sự giận dữ của cha mình. Giờ thì tôi đã hiểu bản chất con người của cô. Tôi đã lầm. Nhìn chung sống với anh, tôi cảm thấy cuộc đời của tôi nó nhộng nhạt tồi tốt. Tôi thèm được ánh đèn với những đêm tháng lộn men rượu thâu đêm xuất sắc, và những cuộc tình đến rồi đi, những cuộc tình đến rồi đi. Im đi. Chào cô. Mình chào bạn nước ngoài. Đừng cười nghe, có gặp được cười. Mình chào thị thị thí nha. Phong ơi, bây giờ cho anh đang hạnh phúc, anh có biết đâu em đang khổ. Khi đã nhận trong thấu ngay những lời thiệt tình, nhưng em nào muốn đâu không ơi, em chỉ muốn cho anh làm tròn chữ hiếu với gia đình. Và khi em biết mình không còn sống được bao lâu, nên em đành trốn cách xa anh. Cô hiểu cho em không ơi. Ôi đau khỏi lòng em khi thốt ra lời nói dối lòng, để anh làm tròn chữ yêu với sông hơn. Sao em lại dối anh? Anh đã biết bệnh tình của em và cả việc cha bắt buộc em phải rời xa. Tại sao em phải hy sinh? Tại sao em một mình chịu đựng như vậy?
Tại sao em không chan sẻ cùng anh? Vì em muốn anh hài quan em đi tìm vui gì mới anh sức năng đồ hồn cho anh khúc quan dương em chỉ có anh là sự thật hay mơ mà sao tôi nghe bàng hoàng như người trong giấc mộng. Không bao giờ ca bản này được nữa trời. Ngọc ơi, em đã hy sinh để cho anh được tròn chữ hiếu, vậy mà anh đây nào hay nào biết cứ ngỡ người yêu phản bội giống. Nhập gì thì không thiệt luôn chứ nhập gì. Anh xin em tha thứ tội vô tình, em đã chấp nhận bao nhiêu điều đau khổ và giữ trọn lời hứa với cha. Nhìn em đau sầu anh thương biết bao nhiêu. Ngọc ơi, tình của em đẹp như dần đặt sáng tỏ. Trời ơi, tôi thật là mù quáng, đã giỏi quán trách tình em làm cho em đau khổ biết bao lần. Hay quá Tâm Ca, Tâm Ca làm mũi khóc rồi nè. Anh không, anh đừng nói gì, anh hãy nghe em. Chớ đi giọng nhiều họ nói anh. Anh đừng gì, anh đừng gì một tên quá hèn mà đánh đổi cả tương lai. Không Ngọc ơi, nếu cuộc sống anh không có em thì khác chi mùa xuân không trở lại. Đời của anh hãy để anh tự quyết định, không quy luật nào chia cách được ta. Những hôm ơi, anh không thể vô lòng cha, cha tôi sẽ ta khổ dù khổ thêm, em cũng cam đành. Cha ơi, cha có nghe chăng lời của đứa con dâu ngoan, luôn sống cho người khác mà không màng thân xác. Hãy công sức đi em, anh đưa em đi chữa trị, áo cưới màu hồng đang chờ đón hai ta. Anh không, anh đưa em đến nơi này được không? Được, anh sẽ đưa em đi mà. Anh nhớ mà, nơi mà chúng ta quen lần đầu đúng không? Làm sao anh quên được? Không, anh hãy hứa với em, khi không còn em ở bên cạnh, anh đừng đau khổ, anh hãy sống thật là hạnh phúc. Em
Ngọc ơi, em đừng nổi vậy mà. Em sẽ không sao đâu, em sẽ không sao đâu mà. Chúng ta sẽ làm đám cưới, em mặc áo cô dâu màu hồng, chúng mình sẽ làm hạnh phúc mãi mãi mà. Hai, mình sẽ cưới nhau, vợ sống mình thật là hạnh phúc. Anh Phong ơi, em là lạnh quá, anh đâu rồi? Anh ôm em đi, anh Phong. Anh này, anh luôn bên cạnh em mà, anh đâu có rời xa em đâu Ngọc à. Anh hãy hứa với em, anh phải sống thật là hạnh phúc. Anh không. Trời trời ca bạn Ngọc. Ngọc ơi, Ngọc ơi, đừng bỏ anh mà, Ngọc ơi. À! Thầy Lâm ra, nhưng em khóc lắm. Bao giấc mộng lửa đôi, giờ đành chia xa thế nhân sầu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Giờ đành chia xa thế nhân sầu đau. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Tay lên cả đây. Sao ai vậy? Ai thâu bài cũng lấy nước mắt con ta vậy trời. Cam biết bao nhiêu lần là lấy nước mắt đủ hết 10 nước.